Cuộc sống không bao giờ cho ta biết trước điều gì, nhưng có một sự thật hiển nhiên, đó là gieo nhân nào gặt quả nấy. Bạn gieo lương thiện thì sẽ gặt niềm vui, nhưng gieo sự độc ác sẽ gặt về quả báo. Hình như có tiếng gì, chả nhẽ nó tỉnh rồi. À, trộm, trộm. Bình tĩnh, là anh đây mà, mở mắt ra đi. À, em sợ chết đi được, cứ tưởng bị giết. Đừng sợ, có anh đây rồi. Anh đã kiểm tra một lượt, không có ai đâu. Hay là tạm thời em qua nhà anh ở trước đã. Ở đây anh gọi thợ đến kiểm tra lại. Con chào bố mẹ, đây là Hiền mà con đã kể. Chào cháu. Dạ, cháu chào cô chú ạ. Chỗ Hiền có trộm vào nhà, con đang gọi thợ đến lắp lại cửa. Nên con muốn cô ấy ở nhà mình trong thời gian này cho an toàn ạ. Cháu ở đây bao lâu cũng được, cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Chị sẽ ở đây thật ạ. Để em đưa chị lên phòng sắp xếp hành lý. Đây là Hân, giúp việc của gia đình nhiều năm rồi. Cháu cứ để nó giúp. Để em xách cho. Vậy cháu xin phép. Còn bé có vẻ ngoan ngoãn đấy. Con trai bố khá phết. Thể giúp gì được không? Ở đây không có việc của cô. Khoan đã, nếu cô muốn giúp thì ở kia có hành, cô thái cho tôi đi. Được, cứ để tôi. Hành của cô đây. Mới thế mà đã không chịu được, nếu khó quá thì cô có thể rời khỏi đây. Không phải, là do hành cay quá thôi. Cô ngồi xuống đây. Tiểu thư, cô cứ ngồi chơi, mọi việc để tôi làm là được rồi. Ông bà và cậu chủ về rồi ạ. Con vừa mới chuẩn bị đồ ăn cho cô Hiền xong, bây giờ sẽ dọn dẹp. Này cô, tôi cảm thấy mình cư xử rất đúng mực, nhưng tại sao cô cứ khó chịu với tôi vậy? Tại sao ấy hả? Vì cô đáng ghét chứ sao nữa. Cô cứ tung tăng như kiểu cô là chủ cái nhà này vậy. Cô cũng chỉ là một người lạ ở đây mà thôi. Tôi sẽ không để cho cô sống thoải mái đâu. Cô định làm gì? Cô điên rồi. Cháu làm cái gì thế hả? Cô Hiền, tôi xin lỗi. Không, không phải do giáo đâu ạ. Vâng, là do tôi không cẩn thận. Cô đừng có giận, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ mà. Cháu thôi được rồi, băng bó vết thương cho con bé trước đã. Em không có làm thật mà. Anh hiểu, em đừng quá căng thẳng. Rõ ràng không phải là em, là cô ta cố tình mà. Chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Vì Hân làm việc cho nhà anh nhiều năm rồi, cô ấy rất tốt bụng. Mà thôi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, chỗ này để anh dọn cho. Cô đã làm gì với áo của tôi hả? Cô cố tình đúng không? Cô hay thật đấy. Áo của cô thì tự đi mà giữ, liên quan gì đến tôi? Cô Cô tiểu thư đây.
mời mọi người dùng bữa. Ăn đi con. Thôi, đừng cãi nhau nữa, Hân đi làm việc đi. Bánh này do chính tay cháu làm, cô ăn thử đi ạ. Cũng khéo tay phết nhỉ. Ngon lắm. Sao đau bụng thế này? Cháu đã chọn cái gì vào bánh thế hả? Cháu làm như bình thường mà. Chắc chắn là con nhỏ kia rồi. Cô, hình như cô không thích cháu. Cháu sẽ rời đi. Nhưng cô có thể giúp cháu một việc trước khi cháu đi được không ạ? Được, cô muốn giúp gì? Cô đi theo cháu ạ. Tôi cần cô sắp xếp giùm đồ đạc. Sao tôi phải giúp cô? Tôi sẽ chuyển đi. Vậy thì được. Dù sao tôi cũng sẽ chuyển đi. Nhưng tôi rất tò mò không hiểu tại sao cô Phương lại đau bụng khi ăn bánh kem do tôi làm. Khi cô vẫn còn nịnh nọt mời bà ta xuống ăn thử thì tôi đã bỏ thuốc sổ vào đấy. Tại sao cô lại làm thế? Nhưng mà họ vẫn đưa cô về để cướp đi vị trí của tôi đấy. Tôi không hề có ý đó. Tôi đã cố gắng bám trụ ở cái nhà này bao nhiêu năm. Đây là mỏ vàng của tôi, với kế hoạch hoàn mỹ để mang thai con của anh Tuấn. Nhưng một đứa trời ơi ở đâu đến và phá hỏng tất cả. Bà chủ, tôi... Cô không cần nói gì cả. Mời cô cút khỏi đây. Hiền, cô xin lỗi vì đã hiểu lầm cháu. Cháu hãy ở đây với mọi người. Cháu cảm ơn. Bên nhà cháu cũng sửa xong rồi. Cháu xin phép chuyển về. Nhưng cháu hứa sẽ đến thăm cô chú thường xuyên. Cô chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con người luôn được chỉ dạy tận tình, giúp đỡ hết mình nhưng lại làm ra nhiều chuyện không phù hợp với đạo lý. Thể loại vong ân bội nghĩa, lừa thầy phản bạn hay ăn cháo đá bát là những người vô cùng đáng sợ mà chúng ta tốt nhất hãy tránh xa. Em đi đứng kiểu gì vậy? Chị ơi, chị cứu em với, không em chết mất. Chị ơi, giúp em với. Bình tĩnh nào em, đi theo chị. Con ranh này, chạy đâu mất rồi? Hắn đi rồi. Em gái ơi, sao hắn lại truy đuổi em như vậy? Dạ, em ở dưới quê lên bị lừa vào nhà hàng. Người ta bắt em tiếp khách nhưng em không chịu nên người ta đánh đập em. May em trốn được. Em yên tâm đi, chị sẽ đưa em về nhà. Em yên tâm, ở đây là nhà của chị. Ở đây là an toàn rồi. Uống từ từ thôi em. Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về nhé. Em không còn nơi nào để về. Ở quê em bị chồng bạo hành. Em không chịu được nên mới trốn lên thành phố. Nào ngờ không may cũng bị lừa bán vào nhà hàng. Giờ em không còn chốn dung thân. Trời ơi, người ta đánh em ra nông nỗi này à. Em cứ ở tạm nhà chị vài hôm. Chờ một thời gian nữa rồi chị tìm chỗ mới cho em. Vợ ơi, anh đi làm về rồi. Đây là ai? Chồng, đây là em gái em ở dưới quê lên. Anh cho em ấy ở nhờ vài hôm nha. Em là Thủy, em cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em. Chào em cứ tự nhiên ở nhà nhé. Em với Thủy ở nhà, anh đi ra ngoài có chút việc nhé. Chào hai em. Lên nhà với chị đi. Anh chị ơi, em mời anh chị xuống ăn sáng ạ. Ngon phết em nhỉ.
Thủy ơi, mấy việc như này sau này để chị làm cũng được, em không cần phải làm đâu. Không sao đâu chị, em làm quen rồi, chị cứ để em làm cho. Anh Hiếu ơi, hay mình cho Thủy ở lại nhà mình làm giúp việc đỡ đần em, vì giờ công ty cũng đang nhiều việc. Ừ, anh thấy cũng hợp lý. Công nhận, váy hàng hiệu có khác, nhìn chất hơn hẳn. Tại sao chị ta được sống trong nhung lụa, còn mình cũng xinh đẹp chứ có kém cạnh gì đâu. Thế mà, tôi sẽ cho chị biết tay. Anh Hiếu đúng là gu của mình, mình phải có anh ấy bằng bất cứ giá nào. Alo, alo, Thủy ơi, em có thấy tập tài liệu anh Hiếu để quên trên bàn không? Nay anh dặn chị mang đi mà chị không nhớ để đâu nữa. Alo, em có nghe chị nói gì không? Chị ơi, em tìm khắp cả nhà rồi nhưng mà không thấy chị ạ. Em có biết tài liệu đấy quan trọng với anh như thế nào không? Em xin lỗi, em bất cẩn quá. Quái lạ, mình nhớ rõ ràng là để ở trên bàn mà. Có mùi gì khác khác thế nhỉ? Đây chẳng phải là... Trời ơi, chẳng lẽ... Chị, mặt chị làm sao thế này? Chị không biết nữa, thôi em ở nhà, chị đi khám xem sao. Vâng, chị đi khám đi, mọi thứ ở nhà để em lo cho. Thủy ơi, em có thấy vợ anh đâu không? Em mời anh ăn sáng. Chị Hiền đi ra ngoài từ sớm rồi anh ạ. Thôi, anh ăn đi, kẻo nguội. Anh ơi, anh là bác sĩ, chắc anh biết chữa bệnh tim đúng không? Em làm cái trò gì vậy? Anh, em yêu anh mà. Em nói luyên thuyên gì vậy? Em dọn đồ ra khỏi nhà anh ngay. Rồi anh sẽ thuộc về em. Trời ạ, không thể như thế được. Em về rồi đấy à? Anh ơi, bác sĩ bảo em bị dị ứng mỹ phẩm, chắc phải một thời gian nữa thì mới khỏi. Em giữ gìn sức khỏe nhé. Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Hiền ơi, bây giờ mình cho Thủy một số tiền rồi bảo em ấy ra ngoài ở. Sao tự nhiên anh lạ vậy? Thủy vẫn làm tốt mà. Các người định đuổi tôi à? Anh thật sự thấy bất tiện. Anh Hiếu, tại sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh làm nhục tôi chưa đủ, giờ anh còn muốn đuổi tôi đi sao? Anh là đồ tôi. Anh Hiếu, anh nói đi, anh đã làm gì? Anh ấy dụ dỗ em lên giường. Anh dám phản bội em sao? Đồ tôi. Hiền, nghe anh đã. Anh Hiếu, chị Hiền đâu rồi? Chị ông, no, 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 no. Anh Hiếu, anh say quá rồi. Bỏ tôi ra, đừng động vào tôi. Anh đừng uống nữa mà. Cô kệ tôi. Hiền ơi, anh nhớ em. Đồ khốn, tôi quan tâm anh như vậy mà anh vẫn không quên được cô ta. Chị, tiền vàng đâu? Ok bà chị. Bà chị, đừng quên chia phần cho em nhé. Thủy, em làm sao thế này? Tỉnh dậy đi em. Anh ơi, trộm vào nhà cướp hết tiền vàng rồi. Anh ơi, em đã cố gắng ngăn cản tên trộm nhưng mà không được. Em đừng lo, coi như của đi thay người vậy. Alo, cảnh sát khu vực à, nhà tôi bị trộm, các anh đến luôn đi ạ. Cá khen cho tài năng diễn xuất của cô. Chị Hiền, sao chị lại về đây? Chúng tôi về đây để vạch mặt cô đấy. Vợ của anh đúng là túc trí đa mưu. Chuyện gì thế này? Tất cả bằng chứng phạm tội của cô đã bị camera ghi lại hết rồi. Hiền ơi, đứng lại đã. Anh bỏ ra, tôi không cần gì để nói với anh nữa. Em phải tin anh chứ, từ trước đến nay anh đâu phải là con người như vậy. Anh giải thích đi, tại sao anh lại ngủ với cô ta? Anh cũng không biết, anh chỉ nhớ là mình ăn cháo, sau đó đầu óc mụ mị đi. Đúng là từ trước đến nay, anh Hiếu cũng chưa làm gì có lỗi với mình. Lúc tỉnh dậy là anh với cô ta đã. Trời ơi, anh có lỗi với em. Anh Hiếu, em bảo này,
Anh có thấy từ lúc Thủy về nhà mình cũng có nhiều chuyện xảy ra không? Em có kế hoạch như thế này, anh phải phối hợp cùng em. Cảnh sát đang đến để bắt cô đấy Thủy ạ. Gì cơ? Cảnh sát ư? Chắc chắn cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra. Bản thân khác giới của người yêu luôn là mối quan hệ nhạy cảm, khiến cho tình yêu trở nên thăng trầm, vui vẻ và cả trắc trở, dẫn đến đau thương. Liệu chàng trai ngày hôm nay có thể cân bằng được cả tình yêu và tình bạn hay không đây? Thanh! Mày về khi nào mà sao không báo tao? Tao muốn tạo bất ngờ cho mày mà. Nhìn mày vẫn đẹp trai như thế nha. Anh Thanh! À, để anh giới thiệu, đây là Hiền, vừa ở Mỹ về. Giới thiệu với mày, đây là... Biết rồi, người yêu của mày, Ngọc cái gì? Chào em, chỉ là bạn thanh mai trúc mã của Thành. Thôi, vào nhà đi, để tao xách vali cho. Chết, chị vô ý quá, trước chị vẫn thân thiết như thế, em không giận chứ? Không có gì, hai người cứ tự nhiên đi ạ. Alo, rồi, tôi sẽ đến ngay. Anh, ở bệnh viện có ca cấp cứu, để anh đưa em đi. Thôi, em tự đi được, anh cứ tiếp chị Hiền đi. Tao vừa về, chưa kịp đặt phòng. Bạn tốt có thể cho tao ở đây ít hôm không? Bạn bè bao nhiêu năm mà mày còn phải suy nghĩ hả? Hay người yêu của mày không cho? Mày nói gì thế? Mày cứ ở đây, muốn ở bao lâu cũng được. Anh Thành, em mang đồ ăn đến cho anh này. Lạ thật đấy, trên phòng cũng không có. Đi đâu rồi? Chị, sao chị lại ở đây? Sao em hỏi lạ thế? Chị thích thì chị ở thuê em. Thái độ này của chị là sao? Ngốc, em đến khi nào vậy? Đây là đồ ăn em chuẩn bị cho anh phải không? Anh giải thích cho em, chuyện này là sao? À, anh chưa kịp nói với em, chẳng mấy khi Hiền về chơi, nhà cũng rộng nên anh bảo nó ở đây cho vui. Ngốc, chắc em không để bụng đâu đúng không? Có gì đâu chị. Anh, hôm trước anh bảo em chuyển qua đây với anh đúng không? Vậy anh sang nhà lấy đồ cho em nha. Ừ, cứ để anh. Ôi da. Mày sao vậy? Chắc chưa quen múi giờ nên tao hơi mệt. Mày dìu tao được không? Anh để em. Chị thấy không khỏe ở đâu cứ nói với em. Anh, bạn anh định ở đến khi nào? Nó còn có việc nên chắc sẽ sớm đi thôi. Em không thích chị ta. Hiền, có chuyện gì vậy? Sao thế này? Tao nhớ là mày thích ăn táo nên định gọt táo mang lên, mà sơ ý quá. Đợi tao lấy bông băng cầm máu. Anh để em xử lý cho, em là bác sĩ mà. À, đâu, cô có biết làm không vậy? Cô có muốn xem chứng chỉ hành nghề không? Nếu cô sợ đau thì tốt nhất đừng có thò tay vào những thứ không thuộc về mình. À, lại sao nữa? À, không có gì đâu, em sợ vết thương lâu khỏi nên băng hơi chặt thôi. Cô hay lắm, để tôi xem cô còn lên mặt được đến khi nào. Anh tìm khách sạn cho chị ta ở đi. Chị ta ở đây em không thoải mái. Em cảm thấy chị ta có ý đồ gì đó. Em đừng suy diễn linh tinh. Anh quen nó bao nhiêu năm nay, nó là người như thế nào chẳng lẽ anh không biết? Anh có chắc chắn cô ta vẫn là người bạn ngây thơ tốt bụng mà anh vẫn nghĩ không? Hiền, anh yên tâm, bị rạn xương, nghỉ ngơi một thời gian là có thể đi lại bình thường rồi. Cảm ơn bác sĩ. Thanh, cẩn thận, không chạm vào vết thương đó. Chóng mặt quá, có phải tao sắp chết rồi không? Mày đừng nói linh tinh, để tao đi gọi bác sĩ. Có vẻ như cái chân gãy làm chị vui hơn nhỉ? Cô vào đây làm gì? Tôi là bác sĩ, chị nghĩ tôi nên làm gì? Ngọc này, cứ cái đà này tôi nghĩ cô nên sớm chuyển đi. Không đến lúc bị Thành đuổi thì mất mặt lắm ấy. Cô định làm gì? Tôi làm việc mà bác sĩ cần làm. Không cần, tránh xa tôi ra. Cô lại định giở trò gì đây? Sao lại thế này? Không phải Ngọc cố tình kéo tao xuống đâu. Em quá đáng rồi đấy. Không phải em. Để tao đỡ mày. Từ từ. Kể cả em không thích Hiền, nhưng em vẫn là bác sĩ. Sao em lại cư xử như vậy chứ? Anh! Hay là mày thuê khách sạn giúp tao đi. Tao ở đây sợ có người không thoải mái. Mày lại nói linh tinh. Chân mày thế này ra ngoài tao không yên tâm. Cứ ở yên đây.
Bác sĩ đã dặn rồi, tập đi dần cho mau khỏe, cố lên. Anh Thành, em không muốn nhìn thấy chị ta nữa. Nếu có chị ấy ở đây thì không có em. Em càng ngày càng vô lý vậy. Nếu em không thích thì tự về nhà mình ở đi. Được, anh chọn cô ta đúng không? Sao cô còn quay lại? Cô đừng quên, cô là bác sĩ cứu người đấy. Tôi chỉ muốn biết cây kéo này liệu có cắt được lớp mặt nạ của cô không thôi. Đừng sợ. Cô nghĩ tôi sợ cô chắc. Cô giỏi thì cứ làm đi, xong cô sẽ mất tất cả. Cô không phải Thạch. Thạch nó sẽ không tha cho cô đâu. Hiền ơi, Hiền. Lạ thật, chân tay như thế thì đi đâu được. Cô nên im lặng, tôi không thích những kẻ ồn ào đâu. Cô muốn làm gì? Cô nên biết, nếu cô giết tôi thì không những Thành nó hận cô, mà cuộc đời cô cũng sẽ chấm dứt thôi. Chẳng qua là tôi ngứa mắt loại trà xanh như cô. Trước mặt đàn ông thì tỏ vẻ yếu đuối, thích cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Nếu gương mặt này không còn xinh đẹp nữa, thì liệu cô có còn làm được gì không? Cô đừng có quá đáng. Đừng sợ, có khi cô xinh đẹp hơn thì sao? À, mặt của tôi! Cô dám trêu đùa tôi à? Mới có thế mà cô đã sợ rồi à? Nếu muốn khuôn mặt này còn nguyên vẹn thì hãy cút khỏi đây đi. Đừng để tôi gặp lại một lần nào nữa. Nhớ đấy. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Còn khốn, mày nghĩ mày là ai? Một lời giải thích. Chân của mày, mày khỏi từ khi nào? Sao mày phải giấu giếm tao? Tao là mày, chính mày gài tao. Mày làm tao quá thất vọng. Mày không còn là Hiền mà tao từng biết nữa rồi. Ngốc. Thành, quay lại đi. Chỉ có tao mới yêu mày thật lòng thôi. Ngọc, em hãy tha thứ cho anh nha. Đợi khi nào anh có đủ khả năng xử lý các mối quan hệ của mình thì hãy nói tiếp. Ngốc. Thành, mày vẫn còn có tao mà. Tao nghĩ mày nên trở về nơi mày đã đến đi. Đừng bao giờ gặp lại nữa. Linh Trang. Còn đây là Linh Kino nha.